Thế giới 24 giờ qua. Chuyên gia nổi tiếng cảnh báo thị trường có thể đang ở trong một quả bong bóng lớn hơn cả năm 2008. Ông Rich Bernstein, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trên phố Wall cho rằng lãi suất dài hạn gia tăng là điểm yếu chí mạng của bong bóng hiện tại. Ông Rich Bernstein, người đã lăn lộn hàng chục năm trên phố Wall và đạt danh hiệu Hornet Farmer của tạp chí Institutional Investor, cho rằng những nhà đầu tư nắm giữ một số loại tài sản được yêu thích nhất cần khẩn trương đa dạng hóa. Ông Bernstein gióng lên cảnh báo về một loạt tài sản dài hạn, từ nhóm Big Tech cho đến Bitcoin, cổ phiếu meme và trái phiếu dài hạn. Ông Bernstein, CEO của công ty tư vấn Bernstein Advisor, nói với CNBC hôm ngày 9 tháng 8, "Chúng ta có thể đang ở trong một quả bong bóng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi." Lời của ông ngụ ý rằng, quy mô của bong bóng hiện tại còn lớn hơn cả khủng hoảng nhà đất năm 2008 và bong bóng công nghệ năm 2000. Điểm yếu chí mạng. Ông Bernstein nói thêm, Cục Dự trữ Liên bang đã bóp méo lãi suất dài hạn đến mức một số tài sản đã trở nên vượt quá tầm kiểm soát. Bất cứ ai nắm giữ những tài sản dài hạn mà tôi nêu trên phải cực kỳ tin tưởng rằng lãi suất dài hạn sẽ không tăng lên, vì đó chính là điểm yếu chí mạng cho bong bóng hiện nay. Ông Bernstein tin rằng bối cảnh hiện nay còn nguy hiểm hơn cả hồi tháng 6, khi ông cảnh báo trên chương trình Trading Nation của CNBC rằng Bitcoin là một quả bong bóng. Kể từ đó, giá Bitcoin đã phục hồi nhưng vẫn cách xa đỉnh lịch sử 64.000 đô la hồi tháng 4. Khi thị trường ở trong một quả bong bóng, mọi người trở nên rất thiển cận. Họ chỉ nhìn vào một nhóm khoản đầu tư rất hạn hẹp. Mọi người luôn nói với tôi rằng, chúng tôi biết anh thông minh rồi, thế bao giờ bong bóng sẽ vỡ? Câu trả lời là không ai biết cả. Ông Bernstein khuyến nghị nhà đầu tư bổ sung vào danh mục các loại tài sản có quyền định giá trong một môi trường lạm phát, cụ thể là hàng hóa như vật liệu và năng lượng. Tôi thấy một điều rất thú vị là trong vòng 6 hay 12 tháng qua, năng lượng đã ở trong một thị trường giá lên lớn và mọi người đều nói rằng xu hướng này sẽ không thể duy trì được. Ngược lại, Bitcoin thì ở trong một thị trường giá xuống khủng khiếp và tất cả đều đang đợi đồng tiền này vùng dậy. Bất chấp lời cảnh báo về bong bóng khổng lồ, ông Bernstein không dự đoán thị trường chung sẽ sụp đổ. Ông coi thị trường như một cái bập bênh. Chúng ta đang ở thế cân bằng, với một bên là các tài sản dài hạn định giá quá cao và bong bóng, một bên là phần còn lại của thế giới. Trừ khi thanh khoản cạn kiệt rất nhanh, điều có vẻ rất khó xảy ra, thì khả năng xảy ra thị trường gấu lớn có lẽ thấp hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Trong khi đó, tại phố Wall, nhà đầu tư không còn lo ngại về lạm phát và chứng khoán Mỹ xanh liên tiếp. Kết thúc phiên ngày 13 tháng 8, SP 500 và Dow Jones tiếp tục chạm mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày tăng 15,53 điểm, đóng cửa ở mức kỷ lục 35.515,38 điểm. Trong khi đó, SP 500 tăng 0,16% và kết thúc phiên ở mức 4.468 điểm, mức cao kỷ lục mới. Nasdaq Composite chỉ tăng 0,04% lên 14.822,90 điểm. Cổ phiếu của Disney đã tăng 1% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý 3 đầy khởi sắc, giúp nâng chỉ số Dow lên mức đỉnh mới. Gã khổng lồ ngành truyền thông đã vượt qua kỳ vọng của phố Wall về tốc độ tăng trưởng của lượng người đăng ký với nền tảng Disney cộng, cũng như doanh thu và tổng lợi nhuận. Cổ phiếu Airbnb tăng 1%, ngay cả sau khi công ty du lịch đưa ra cảnh báo về sự biến động do biến thể Delta. Trong số các ngành thuộc SP, các mặt hàng thiết yếu và tiện ích tiêu dùng tăng trưởng tốt hơn khi Tyson Foods tăng 2,3% và NRG Energy tăng 1,3%. Ngành năng lượng và công nghiệp lại có diễn biến kém hiệu quả. Chỉ số Blue Chip Dow và SP 500 đã kết thúc tuần với diễn biến khởi sắc, lần lượt tăng 0,8% và 0,7% trong bối cảnh khối lượng giao dịch vào mùa hè ít sôi nổi. Nasdaq Composite lại giảm điểm nhẹ trong tuần này, chỉ giảm chưa đến 0,1%. Thị trường đang lập kỷ lục sau mùa báo cáo lợi nhuận đầy khả quan. Theo Refinitiv, tăng trưởng lợi nhuận hàng năm dự kiến là 92,9%. Cho đến nay, khoảng 90% công ty thuộc SP 500 công bố kết quả kinh doanh quý 2 và khoảng 88% trong số đó ghi nhận doanh thu lợi nhuận vượt ước tính từ các nhà phân tích phố Wall. Trong khi đó, giá vàng trên thế giới cũng tăng vọt. Chốt phiên cuối tuần ngày 13 tháng 8,
mỗi ao vàng quốc tế tăng gần 26 đô la, vọt lên 1.779,9 đô la trước thông tin kinh tế Mỹ kém lạc quan. Mức tăng này tương đương 1,53%, còn tính đến cả tuần qua, giá vàng giao ngay tăng ước tính 0,89%. Số liệu công bố ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 cho thấy, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ do Đại học Michigan công bố trong tháng 8 giảm xuống mức 70,2 điểm, mức thấp nhất tính từ thời kỳ đỉnh dịch vào tháng 4 năm 2020, mức 81,2 điểm vào tháng 7. Sau khi thông tin này được công bố, chỉ số Dollar Index giảm 0,6%, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm xuống 1,314% từ mức 1,366% của phiên liền trước đó. Diễn biến này khiến cho nhu cầu với vàng tăng lên. Biên tập viên của Gold New Leicester, ông Brian Lundin nhận xét rằng vàng đã bị quá bán trong những phiên đầu tuần sau khi sụt giảm mạnh vào phiên cuối cùng của tuần trước. Việc giá vàng hồi phục từ đó đến nay chủ yếu do nhà đầu tư nhận ra rằng việc giá vàng giảm chủ yếu do yếu tố đầu cơ ngắn hạn trên thị trường và thực ra không phản ánh diễn biến cung cầu trên thị trường. Tuy nhiên, yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường, theo quan điểm của ông Lundin, chính là nỗi lo lớn dần về biến chủng Delta cũng như tác động kinh tế từ sự lây lan của nó. Nhìn vào bằng chứng từ việc chỉ số niềm tin người tiêu dùng đi xuống, tất cả những yếu tố này không khỏi dẫn đến quan điểm rằng vàng đang bị định giá quá thấp. Những tuần gần đây, giá vàng có nhiều biến động bởi những bất ổn liên quan đến sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh lây lan của đại dịch COVID-19 và các cuộc đối thoại liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thu hẹp chính sách nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Phần lớn diễn biến của giá vàng trong tuần này có nguyên nhân chủ yếu bởi nỗi lo lạm phát lớn dần trong bối cảnh Fed duy trì chính sách siêu nới lỏng tiền tệ do niềm tin rằng lạm phát cao chỉ mang tính chất nhất thời. Theo phân tích của chuyên gia quản lý danh mục đầu tư tại Granite Share, ông Jeff Clement, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính thấp, lợi suất thực âm phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng, hỗ trợ cho giá vàng, bởi nó loại bỏ đi chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Cùng lúc đó, làm tăng sự quan tâm đối với vàng do khả năng kim loại quý lên giá. Ông cho biết,